Để bao giờ bạn muốn trở thành giảng viên chưa? Em chưa bao giờ muốn trở thành giảng viên. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm giảng viên hết á. Thực ra thì trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thành giảng viên. Thật ra thì nói chưa thì cũng không đúng. Có những lúc mà mình cũng thoáng nghĩ đến là mình sẽ làm giảng viên, đứng trên bục giảng để giảng dạy những kiến thức cho học trò, mấy trăm học sinh bên dưới, rất là ngầu. Nhưng mà ra trường mình chưa chắc tra được lấy đâu mà làm giảng viên. Ở khoa dược thì lúc mà bước chân vào khoa dược á, mình cảm thấy như là mình đang học ở trường Hogwarts của Harry Potter vậy á. Tại vì các môn học ở khoa dược rất là lý thú, ví dụ như là trường mình cũng có vườn thảo dược nè, rồi trường mình cũng có môn chăm sóc sinh vật huyền bí ở môn ký sinh trùng, rồi ví dụ như là độc dược thì là thường xuyên chế biến các thuốc và các thứ. Nói chung là mình cảm thấy là các môn học ở trường khoa dược rất là thú vị và rất là hấp dẫn với mình. Điều em thích nhất ở khoa dược là em được học ngành mà em thích nhất. Và ngoài những giờ học thì em có thể tham gia rất là nhiều hoạt động. Và từ khi học ở đây thì em trở thành một người rất là năng động. Em quen rất là nhiều bạn. Và em rất là thích khoa dược. Mình cảm thấy khoa dược cho mình một cơ hội để thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Trước đây thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lên sân khấu biểu diễn. Nhưng mà sau này thì khi được trong thu vừa rồi, trong đợt câu lạc bộ công tác xã hội thì mình đã có cơ hội để trở thành chị Hằng, sánh vai cùng với chú Cụi, tổ chức một đêm trung thu thật là ý nghĩa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Và đó là một kỷ niệm thực sự rất là đáng quý ở khoa dược. Ở trường mình á, thì có một cái sự kiện, đó là trực cháy trường. Và hậu quả của nó để lại là hai cái sân banh. Và mình thì mỗi giờ sau giờ học căng thẳng mệt mỏi thì mình thường ra sân banh để thỏa sức đam mê cùng với trái bóng. Và thường mình có thói quen đó là sẽ nhìn ra những hàng ghế đá thì mình bắt gặp những cặp đôi ngồi đó tâm sự với nhau. Thì mình nghĩ ở khoa dược này các bạn đến với nhau không phải chỉ vì những lợi ích cá nhân mà còn vì những tình cảm trong sáng của tụi học trò. Và đó là điều mình thích nhất ở khoa dược này. Bạn cảm nhận như thế nào về thầy cô của trường mình? Mình cảm thấy là các thầy cô ở trường mình đều là những người rất là siêu giỏi luôn á. Và họ kiểu làm những ngôi sao rất là sáng chói. Nhưng mà có những thầy cô rất là nghiêm khắc, nhưng mà cũng có những thầy cô rất là dễ thương, rất là gần gũi luôn. Cảm nhận của em đầu tiên là năm nhất em mới bước vào thì em thấy thầy cô ở đại học nó xa cách hơn rất là nhiều so với lúc em học cấp 3. Bởi vì số lượng sinh viên rất là đông, một giảng đường mấy trăm sinh viên thì thầy cô không thể chăm chút hay là quan tâm từng sinh viên một. Và sau này khi mà lên năm 2 em được học thực tập nhiều hơn, và những bước học như thế nào hay là phải học làm sao thì em được chỉ bảo rất là tận tâm, cho nên em đã thay đổi quan điểm về thầy cô ở đại học rất là nhiều. Và em rất là trân trọng và quý những thầy cô đã chỉ bảo cho em. Thầy cô trường mình không chỉ có những kiến thức thật là sâu rộng nè, mà còn có những khả năng truyền đạt những đam mê của mình cho sinh viên. Một lần thì mình có cơ hội tham gia hội thảo định hướng chuyên ngành thì mình thật sự rất là ấn tượng vì các thầy cô đã cùng chia sẻ hết mình, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của sinh viên cho trong tất cả mọi vấn đề. Mà hơn cả thì các thầy cô đều giải đáp những điều đó từ chính những trải nghiệm của thầy cô thời sinh viên. Lúc đó thì mình nghĩ là thực ra là thầy cô cũng quá là gần gũi với sinh viên của mình đấy chứ. Thật sự thì từ lúc đó là mình càng cảm thấy quý trọng thầy cô mình hơn. Thầy cô trường mình hả? Thì mình thấy thầy cô trường mình giỏi, rất giỏi và cực kỳ giỏi. Mình tưởng tượng như là trên trời có bao nhiêu ngôi sao thì thầy cô cũng có thể biết được. Và có một điều mình đáng khâm phục hơn ở thầy cô, đó là tại sao một câu chuyện đó, một cái bài giảng đó mà thầy cô có thể giảng dạy cho bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu buổi, bao nhiêu lớp mà không biết chán. Thì mình nghĩ chắc hẳn là thầy cô cũng có một niềm đam mê với cái nghề nghiệp của mình rất là lớn thì mới có thể làm được điều đó. Và đó là điều mình khâm phục nhất ở thầy cô. Để bao giờ bạn muốn trở thành giảng viên chưa? Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm giảng viên hết á. Tại vì nếu mà mình giảng bài thì chắc là học sinh sẽ ngủ gục hết á. Và mình nghĩ là nếu mà muốn làm một giảng viên á thì bạn phải có bạn không chỉ có kiến thức chuyên môn giỏi này,
không chỉ có kỹ năng sư phạm mà bạn còn cần có một cái lòng hy sinh vì học sinh của mình. Em chưa bao giờ muốn trở thành giảng viên, bởi vì từ lúc nhỏ tới bây giờ em thấy một điều là đã hiểu một vấn đề rất là khó rồi, và diễn giả giải lại những gì mà mình hiểu cho người khác rất là khó, cho nên em chưa bao giờ ước mơ trở thành giáo viên. Nhưng em rất là ngưỡng mộ những người đã chỉ cho em được những vấn đề như vậy. Thực ra thì trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thành giảng viên, bởi vì giảng viên thì cần phải có kiến thức thật là sâu rộng nè. Ngoài ra thì còn phải có khả năng truyền đạt những cái suy nghĩ của mình, những cái bài giảng cho sinh viên mà không để sinh viên nhàm chán. Với cái khả năng truyền đạt của mình thì mình sợ sẽ làm hỏng cả một thế hệ mất. Thật ra thì nói chưa thì cũng không đúng. Có những lúc mà mình cũng thoáng nghĩ đến là mình sẽ làm giảng viên, đứng trên bục giảng để giảng dạy những kiến thức cho học trò bao nhiêu trăm mấy trăm học sinh bên dưới, rất là ngầu. Nhưng mà ra trường mình chưa chắc tra được lấy đâu mà làm giảng viên. Để bao nhiêu bạn cùng học chưa? Dĩ nhiên là nếu mà đã là học sinh sinh viên thì chắc chắn ai cũng cúp rồi. Mình cúp từ cấp 3 lên cúp đại học cũng cúp nữa. Nếu mà nói cúp học vì sao á, thì có thể là nhiều khi là hứng lên muốn đi chơi thì cúp. Cũng có thể là nhiều khi là kiểu là ví dụ như là những cái môn học, nếu mà ai đã học ở khoa dược thì đều biết là việc học rất là nặng. Cho nên là nhiều khi là sau một buổi thực tập về là không muốn đi học lý thuyết ở trên trường nữa. Cho nên là nhiều khi là mệt, cảm thấy quá mệt mỏi cho nên là phải cúp. Nói thật thì em cúp rất là nhiều. Năm nhất em mới vào em cúp rất là nhiều. Bởi vì khi mà em đi học, số lượng sinh viên thì quá đông và thầy cô dạy quá nhanh. Có nghĩa là em ngồi đó em học em cũng không học được gì. Và em chưa quen với cách giảng của thầy cô và em cúp học và em ở nhà em tự học. Và đúng là không thầy thì đố mày làm nên. Nói chung là năm nhất của em kết quả rất là tệ. Và lên năm 2 thì em gần gũi với thầy cô hơn qua những giờ thực tập. Và em đã hiểu được một phần những lời thầy cô nói và em cố gắng đi học nhiều hơn. Việc học nó cải thiện hơn. Cô bảo á, nếu như mà bạn hỏi là cúp học bao nhiêu lần thì có vẻ hợp lý hơn. Tại vì có ai mà từ cấp 2, cấp 3 lên đại học, lên đến cái lớp này rồi mà không cúp học đâu đúng không? Thì lý do cúp học thì nó cũng nhiều lắm. Nhưng mà chủ yếu là do là lên đại học thì mình phải học thực tập á, rất là căng thẳng, mệt mỏi. Và trong lớp lúc mà học lý thuyết thì mình chỉ có ngồi ở đó tầm 20 phút là mình gục rồi. Mà mình thì không muốn là các bạn bên cạnh bị tụt mót, không học được. Nên là mình quyết định về nhà ngủ cho nó ngon. Thực sự thì mình đã có một lần cúp học rồi. Bởi vì trong một lần lướt Facebook thì mình thấy 10 điều sinh viên nên trải qua. Thì trong đó có một điều là phải cúp học. Thì là mình quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cúp học, đi chơi thử xem sao. Thực sự thì nó rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà sau buổi hôm đó thì mình, cái giá phải trả thì nó rất là mệt mỏi. Vì mình phải mượn lại slide đọc mà thực sự không thể hiểu được gì cả so với việc là ngồi nghe giảng. Nên là từ đó thì mình nghĩ là chắc mình sẽ không thể cúp học được nữa đâu. Vậy thì lần cúp học này đã là cho bạn kỷ niệm đáng nhớ nhất? Đó là vào một buổi chiều thu tháng 10. Trời thoang thoảng, gió thoang thoảng mát, lá ngoài đường đục đầy. Và mình thì đang nằm ngủ và mơ được đi chơi cùng với cờ rớt ở công viên Central Park. Thì đang lấy khúc nắm tay nhau thì tự nhiên thằng cùng phòng nó gọi điện cho mình. Nó kêu là Tấn ơi, lên trường đi chuẩn bị kiểm tra 30% kìa. Nhưng mà mình thì không tin, tại vì cái thằng này nó hay nói dối mình lắm. Nhưng mà bữa sau đó thì mình biết là mình được không điểm 30% môn đường lối lại cộng sản. Có một lần thì mình học thực tập ra rất là trễ. Và mình ăn xong là lên học lý thuyết trên đại giảng đường liền luôn. Cho nên là đến 2-3 giờ chiều là đầu óc lao đao choáng váng, không thể học được gì nữa. Cho nên là mình quyết định cúp học. Và cả bọn mình cúp theo luôn và quyết định là đưa những mấy cái ba lô ra ngoài khe cửa sổ trước và tụi mình sẽ đi ra sau. Nhưng mà không ngờ đến cái cặp của mình thì nó bự quá, nó qua không nổi. Cho nên là cả bọn thì hụt kéo ra kéo vào. Xong một hồi xong quay lại thấy cô đứng đó rồi. Cho nên là lần đó là lần đáng nhớ nhất của mình. Lần để lại kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình thì mới gần đây thôi. Trong đợt lễ kết nghĩa thì tổ tụi mình có tập flash mob liên tổ.
thì thực sự thời gian quá là gấp rút nên là tụi mình đã quyết định nghỉ một buổi để có thể tập được tốt hơn. Nhưng mà cả đám vừa mới khởi động một chút thôi thì cô đã bước ra và la lên: vào học điểm danh. Thế là tụi mình nháo nhào chạy vào trong hội đại giảng đường. Nhưng mà lúc đó vừa mới bước vào thì cô lại nói là cô chỉ gọi cho các em vào học thôi chứ cô có điểm danh đâu. Thực sự thì lần đó là mình cảm thấy rất là đáng nhớ. Mình thì không nhớ ra lần nào cúp học mà mình đáng nhớ, nhưng mà mình nhớ có một lần là hôm đó là mình không cúp học nhưng mà cả lớp mình thì cúp học gần hết, và cả lớp thì chắc cỡ được 10-15 người đi học á. Xong rồi lúc đó thì cô bước vào và cô rất là bực mình, thì mình cứ nghĩ là cô sẽ cho cả lớp về thôi, nhưng mà lúc đó thì cô lại ngồi xuống và cô bình tĩnh một lúc, sau đó là cô vui vẻ giảng bài trở lại, thì mình thấy là lần đó rất là đáng nhớ. Vậy thì khi bạn là giảng viên dốc hết sức mình để dạy học thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi mà lớp học vắng như vậy? Thực sự thì câu hỏi này khá là khó vì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ là một giảng viên cả. Nếu như mà mình đã chuẩn bị hết tất cả bài giảng để bước lên bục giảng với một cái tâm thế đam mê như vậy mà vào lớp thì lại chẳng có bao nhiêu sinh viên thì thực sự là mình rất là bực tức, và mình không nghĩ là mình có đủ kiên nhẫn để kìm lại sự bực tức của mình. Lúc đó thì chắc mình chỉ giảng sơ cho hết slide rồi xong mình sẽ đi về. Nếu mà mình là giảng viên á thì trước giờ mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của giáo viên đâu. Nhưng mà nếu là mình mà học sinh cúp học nhiều như vậy á thì mình nhìn xuống mình sẽ rất là buồn và không có cảm hứng để dạy tiếp. Có thể là mình sẽ dạy qua loa và đi về để ăn bún đậu thôi. Nếu như mình là một giảng viên và đi dạy từ rất là sớm, 1 giờ là phải dạy rồi, thì khi lên mà thấy sinh viên vắng thì đầu tiên mình sẽ rất là tức giận và mình nghĩ ai cũng như vậy thôi. Nhưng mà mình không thể trút giận lên những sinh viên đang ngồi học được, vì đó là những sinh viên rất là chăm chỉ. Và mình sẽ tận tâm dạy cũng giống như là mỗi khi thôi. Và điều đó mình học được từ những thầy cô trường mình. Mình rất là ngưỡng mộ thầy cô ở điểm đó. Mình câu hỏi này khá là khó tại vì mình cũng chưa bao giờ là giảng viên nên mình cũng không biết được, nhưng mà mình nghĩ là chắc là các thầy cô sẽ rất là buồn. Và nhiều khi nếu mà đứng trên bục giảng mà thấy ở phía dưới mà ít học sinh quá thì có thể nếu mà là mình thì mình sẽ đi về luôn á. Nhưng mà mình cảm thấy là nhiều thầy cô ở khoa dược thì khi mà thấy ít học sinh vậy thì có thể thầy cô sẽ buồn, nhưng mà thầy cô vẫn tiếp tục giảng bài và mình rất ngưỡng mộ họ điều đó. Vậy bạn muốn nói lời gì với thầy cô lúc này? Vì mình là một sinh viên rất là tội lỗi, phải nói thật là như vậy. Và mình không có được tiếp xúc nhiều với thầy cô để nói những lời này. Và qua cái video này mình muốn gửi lời đến thầy cô là em xin lỗi thầy cô rất là nhiều. Và những gì em chưa hiểu và những gì em làm sai từ năm nhất thì từ bây giờ em sẽ cải thiện. Và em cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Mình muốn nói với thầy cô là mình cảm thấy rất là biết ơn với các thầy cô. Mỗi thầy cô đi qua cuộc đời mình á thì đều đóng góp một chút gì đó để khiến cho mình trưởng thành như ngày hôm nay. Và mình muốn gửi lời chúc đến các thầy cô là chúc các thầy cô sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cái sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy. Thầy cô ơi, chúng em không phải chỉ có cúp học không đâu, mà trong giờ học chúng em còn ăn vặt, rồi xem phim, rồi chơi game các kiểu nữa. Thầy em xin gửi lời xin lỗi đến thầy, chân thành đến thầy cô, mong thầy cô sẽ tha thứ cho tụi em. Và em biết thầy cô là những người rất là cao cả và sẽ sẵn sàng tha thứ những cái lỗi lầm đó cho tụi em. Và em hứa là sẽ giảm thiểu tối đa những cái thói hư tật xấu đó để có thể học tập thật tốt, đưa đất nước lên sánh vai cường quốc Nam Châu. Trước hết thì em xin chân thành xin lỗi thầy cô vì tụi em đã không chăm chỉ, không đi học đầy đủ. Và em xin hứa là sẽ trở thành một người sinh viên tốt hơn, học tập chăm chỉ hơn. Và em hy vọng là những kết quả học tập tốt của tụi em sẽ một phần nào đó tiếp lửa cho đam mê giảng dạy của thầy cô. Và em xin chúc quý thầy cô ngày càng thành công hơn nữa trên con đường giảng dạy và nghiên cứu của mình.